nên có hư không từ si ái mà ông gây nên lỗi lầm vì người đàn ông cứ nhớ nghĩ đến người đàn bà suốt từ sáng đến tối và người đàn bà lại nhớ tưởng tới người đàn ông suốt ngày nên phát sinh một thứ hư vọng cái mê biến hóa không cùng nên có thế giới cái mê muội được nhân lên nhiều lần một cái mê trở thành hai hai thành ba cái mê xoay chuyển không có chỗ dừng người thông minh nên thận trọng ở điểm này nên khắc ghi ý nghĩa sâu sắc vào trong xương cốt nó đã chỉ rõ cho ông toàn bộ sự mê lầm do vậy các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương đều được dựng lập từ mê muội và vọng tưởng thế giới khắp mười phương không thể tiêu hủy được đó chẳng phải là thế giới vô lậu vì nó không có thể tánh riêng biệt của nó nó chỉ là sự dựng lập của vọng tưởng sai lầm mê lầm cùng với thiếu hiểu biết mê muội cùng với ngoan cố không biết cách chuyển hóa nên thế giới được dựng lập từ những vọng tưởng mê lầm này. Kinh văn Đương tri hư không, sanh nhữ tâm nội, do như phiến vân, điểm thái thanh lý, huống chư thế giới, tạ hư không ra. Việt dịch nên biết hư không xanh trong tâm ông, ví như phiến mây, điểm trên nền trời xanh, Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không, thì nhỏ đến cỡ nào? Giảng A Nan đừng mê ngủ, ông phải biết khi tôi nói đừng ngủ, có nghĩa là đừng có mê mờ, đừng có bị si ái một lần nữa, đừng có nhầm lẫn chân lý nữa. Đức Phật bảo A Nan đừng mê ngủ, nay tôi bảo quý vị cũng hoàn toàn đừng mê ngủ vấn đề chủ yếu ngay bây giờ là phải nên biết hư không xanh trong tâm ông ví như đám mây điểm trên trời xanh tất cả hư không đều xanh từ tâm ông đem phiến mây trên bầu trời để so sánh với tâm ông một phiến mây trên bầu trời thì nhỏ nhưng bầu trời biểu hiện cho tâm ông thì lớn mênh mông trong đoạn kinh trước quyển sáu đã nói không xanh đại giác chung như hải nhất âu Pháp nghĩa là hư không xanh trong biển lớn giác ngộ giống như hòn bọt nổi lên trong biển cả bây giờ lại nói hư không trong tâm ông giống như đám mây điểm chết nền trời xanh huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào tất cả hư không hiện hữu đó đều nhỏ cả. Thế thì tâm ông lớn biết chừng nào? Tất cả thế giới so với cõi hư không ắt là nhỏ. Nếu hư không ở trong tâm ông thì thế giới ắt còn phải nhỏ hơn nữa. Điểm này mô tả tánh giác trùng khắp mọi nơi.